Xin chào các bạn, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và review về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng. Để giúp các bạn có thể hiểu rõ về sản phẩm, thay vì nhìn qua hình ảnh thì các bạn có thể xem video trực tiếp về sản phẩm đó để hiểu rõ nhất về bản chất của sản phẩm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó chính là bức tượng Phật Di Lặc cưỡi Kỳ Lân. Đây là dòng sản phẩm gốm sứ men dạ và men xanh ngọc được sản xuất thủ công hoàn toàn 100% bàn tay, làm hoàn toàn bằng tay và được sản xuất tại làng gốm Bát Tràng Việt Nam. Đây, trước mắt các bạn mình sẽ giới thiệu những cái chi tiết có ở trên cái sản phẩm này. Thì đầu tiên đó chính là hình ảnh tượng Phật Di Lặc, trên vai thì gánh gậy Như Ý, tay phải của Phật Di Lặc thì cầm có đỡ ba thỏi vàng và tay trái thì đang để lên bên trên chuôi gậy Như Ý. Ở phần bên dưới là hình ảnh Kỳ Lân đang đạp mây thì có màu vàng, vân mây màu vàng. Kỳ Lân thì là màu xanh ngọc. Phật Di Lặc khoác trên mình chiếc áo màu men dạ và da của Phật Di Lặc thì có màu hồng nhạt. Đây các bạn thì nhìn thấy nhé. Trên Phật Di Lặc thì có đeo một chuỗi tràng hạt màu nâu. Chúng ta nhìn thấy khuôn mặt của ông thì rất là hoan hỉ. Toàn bộ cái màu sắc này các bạn nhìn thấy đều là màu men và cái màu sắc này thì sẽ không bao giờ bị phai mờ theo thời gian. Sản phẩm thì được nung ở nhiệt độ rất là cao rồi, 1250 độ C. Vì vậy toàn bộ cái màu sắc này sẽ chịu mưa chịu gió rất là tốt, gần như là trường tồn với thời gian. Khuôn mặt của ông thì rất là hoan hỉ. Khuôn mặt từng cái nét mắt, miệng đều là màu sắc, đều là màu men, nung ở nhiệt cao hết. Vẽ bằng tay hết, vẽ rất nét, vẽ rất là mềm mại. Đây là hình ảnh Kỳ Lân này. Về kích thước của sản phẩm này, mình sẽ đo kích thước. Giờ thì mình sẽ đo kích thước của cái sản phẩm này. Chiều cao là 66 cm. Chiều cao, chiều dài mình sẽ đo từ phần đầu của con lân, chiều dài từ đầu đến đuôi của lân nhé. Chiều dài cũng là 65, khoảng 65. Còn tính phần đế, mình sẽ đo phần đế. Phần đế là 50, chiều dài đế là 50. Các bạn để lên cái kệ. Và chiều rộng của đế, rộng của đế là 29. Rộng của đế là 29. 50 và 29 là phần đế này. Đây các bạn thì nhìn thấy nhé. Hình ảnh lân thì lân được làm cái đuôi là đuôi bản to này. Đuôi bản to, ở trong miệng thì có ngậm ngọc này. Toàn bộ phần râu, phần nanh hay là phần sừng đều được làm thủ công bằng tay, rất là chi tiết và tỉ mỉ. Lát nữa thì mình sẽ quay chi tiết vào sản phẩm này để chúng ta có thể nhìn rõ được. Phần vảy của lân này cũng được chạm trổ rất là tỉ mỉ. Mình sẽ quay mặt hông ra các bạn nhìn. Đây các bạn thì nhìn thấy phần hông này. Mình sẽ quay mặt sau nhé. Đây chúng ta đang nhìn thấy là mặt sau của sản phẩm. Mặt sau tà áo của ông được vẽ hình vân mây này, dạng hết này, hình ảnh Kỳ Lân này, những chiếc vảy được làm rất là chi tiết. Các bạn thì nhìn thấy nhé, cái gậy Như Ý này được làm cũng rất là mềm, vắt ở trên vai của ông. Tà áo cũng được làm rất là mềm nhé, các tà áo của ông cũng được làm rất là mềm, rất là to, rất là nặng, kích thước khá là lớn. Bây giờ thì mình sẽ quay sát chi tiết vào cái sản phẩm này để chúng ta thì nhìn rõ được nhất từng chi tiết nó trên đây nó được làm như thế nào. Hiện tại thì mình đang quay sát vào sản phẩm, các bạn nhìn thấy chuỗi tràng hạt của ông nhé, chuỗi tràng hạt màu nâu này. Rồi phần da của ông thì có màu hồng nhạt, men dạng này. Một tay đỡ ba thỏi vàng, một tay đang đỡ ở phần chuôi gậy của gậy Như Ý đây. Một tay của ông ở đây. Ông đang ngồi với cái tư thế rất là bệ vệ ở trên lưng của Kỳ Lân. Kỳ Lân đây. Và đây là hình ảnh Kỳ Lân đang đạp mây. Kỳ Lân đang đạp mây nhé. Cái vảy được làm rất là kỹ này. Cái vảy được chạm trổ điêu khắc.
vây này ra cũng vậy, được làm hoàn toàn phải bằng tay hết, chắp bằng tay, rất là tỉ mỉ. Các bạn nhìn thấy cái phần vẩy này cũng được chạm trổ điêu khắc, chạm trổ điêu khắc chứ không phải là vẽ, chạm trổ điêu khắc nổi, rất là tỉ mỉ. Đây là trong miệng của lân, các bạn có nhìn thấy bốn cái răng nanh nhé, bốn cái răng nanh được làm vuốt cong lên, lưỡi đang đỡ viên ngọc này, lưỡi đang đỡ ngọc này. Đây là cái râu của lân này, râu này, đây là phần râu dưới này. Mình đang quay đây là phần nghiêng, thì đây là cái phần râu của kỳ lân này, mũi này, đây là mũi này, mũi được làm cái tua mũi khá là to. Đây là mắt này, đây là phần râu, râu mắt này được làm uốn cong, được làm uốn cong. Đây là nanh này, đây là râu này, đây là phần tai này, đây và đây là phần sừng này. Đây mình đang quay từ góc từ trên xuống để các bạn nhìn rõ được. Đấy, đấy chúng ta để nhìn thấy nhé. Đây là 22 mũi này, mắt, khúc mắt này, sâu bên trong này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nên là mỗi một bên mắt sẽ có 3 cái râu được làm cong như thế này. 1, 2, 3 này, bên này cũng 1, 2, 3 này. Đây là phần mặt sau của kỳ lân, các bạn thể nhìn thấy cái phần kheo, ở kheo chân thì đều có ba cái vẩy làm nhô ra, ở mặt đằng sau thì cũng được chạm trổ vẩy. Cái phần đuôi của kỳ lân thì được làm to bản, các bạn thể nhìn thấy phần đuôi rất là to nhá, và những cái đường nét này cũng được điêu khắc nổi trên bề mặt sản phẩm. Mình đã quay được góc từ trên xuống để chúng ta thể nhìn thấy cái bản gậy như ý. Đây, gậy như ý ở bên trên mặt thì cũng được ở phần trên mặt thì cũng được khắc họa tiết hoa văn ở hai bên. Gậy như ý toàn bộ đều có màu xanh ngọc và có hình cong bắt ở trên vai của ông. Đây là phần tai của ông này, phần tai rất là to này, khuôn mặt rất là hoan hỉ, môi đỏ, mày đậm. Và cạnh bên này cũng vậy, cạnh bên này cũng vậy, họa tiết hoa văn đây các bạn thì nhìn thấy nhé, được làm nổi hết. Hiện tại thì mình đã quay góc từ trên xuống để chúng ta có thể nhìn được hình ảnh cái kỳ lân này, nhìn góc chéo từ trên xuống. Đây mặt đằng trước, đây mặt đằng sau các bạn thì nhìn thấy nhé. Mặt đằng sau, mình đã quay mặt đằng sau lên cho các bạn. Áo của ông thì có hình vân mây này, vẽ tay hết, men dạng. Nhìn từ góc quay như thế này thì chúng ta sẽ nhìn cặp sừng của kỳ lân. Cặp sừng của kỳ lân đây, cái râu được làm uốn lượn đấy, cái phần râu được làm uốn lượn. Cảm tưởng như là đang bay ở trong gió các bạn nhìn nhé. Như vậy hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn mẫu tượng Phật Di Lặc cỡ đại, hình ảnh tượng Phật Di Lặc cưỡi kỳ lân. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh và tặng cho mình một like. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.